mụn luôn mang lại phiền toái cho rất nhiều người về mặt thẩm mỹ. Đặc biệt đối với mụn viêm, mụn trứng cá nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại nhiều hậu quả như thâm do mụn và các sẹo lõm trên da, làm giảm tính thẩm mỹ và gây mất tự tin khi giao tiếp cũng như trong công việc. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm điều trị mụn, nhưng nổi bật là hai sản phẩm kem trị mụn Cleansit MS và Cleansit C là hai loại thuốc đặc trị mụn hiệu quả hiện được các bác sĩ da liễu khuyên dùng. Và Cleansit MS và Cleansit C sẽ phát huy công dụng tốt nhất khi kết hợp với loại nào? Hãy cùng xem hết video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Liệu có thể kết hợp Cleansit MS và Cleansit C được không? Là câu hỏi mà đang khiến nhiều chị em đắn đo suy nghĩ khi tìm hiểu về dòng sản phẩm này. Để giải đáp thắc mắc của các chị em, thì hãy cùng shop tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này nhé. Cleansit C và Cleansit MS đều có tác dụng phụ không mong muốn như gây khô rát, bong chóc da, đỏ da vào những ngày đầu sử dụng, và các triệu chứng này sẽ giảm sau khoảng 8 tuần sử dụng thuốc. Vì thế, khi sử dụng Cleansit MS và Cleansit C, nên cần kết hợp sử dụng chung với các loại kem dưỡng ẩm phục hồi da để giảm các triệu chứng kích ứng. Nếu tình trạng kích ứng kéo dài, nên thông báo với bác sĩ da liễu để được xử lý kịp thời. Khi kết hợp Cleansit MS và Cleansit C cần thực hiện theo chỉ định của bác sĩ, không nên tự ý dùng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Thực chất thì Cleansit MS chỉ không hợp với các sản phẩm có tính axit như AHA, BHA, vitamin C, bạn nên kết hợp với các sản phẩm này như là: bạn có thể kết hợp Cleansit MS với Mega Duo trong chu trình chăm da và trị mụn. Với thành phần chính là 0,1% Edaberlin, Cleansit MS sẽ thực hiện nhiệm vụ làm tan nhân mụn, kháng viêm một cách nhanh chóng. Đồng thời, kết hợp với kem trị mụn Mega Duo sẽ giúp điều trị mụn ẩn, mụn không viêm hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng Cleansit MS kết hợp với Derma Forte để tăng hiệu quả trị mụn và thâm. Bởi trong khi Cleansit MS phát huy tốt tác dụng giảm sừng và đẩy nhân mụn để trị mụn ẩn và các loại mụn khác, thì Derma Forte có công dụng giảm viêm, giảm thâm rất tốt nhé. Hơn nữa, Cleansit MS còn kết hợp được với The Ordinary Niacinamide 10%. Vì bởi Cleansit MS là một loại thuốc trị mụn, có thể làm làn da của bạn bị khô, đỏ, còn The Ordinary Niacinamide 10% là một loại serum cấp ẩm hỗ trợ quá trình hồi phục khi trị mụn. Hai sản phẩm này mà kết hợp với nhau sẽ làm tăng hiệu quả trị mụn, vì chúng có tác dụng hỗ trợ nhau giúp làn da của bạn phục hồi tốt hơn khi sử dụng các sản phẩm trị mụn làm khô da. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.